tiếp tục chứng tỏ độ giàu có, Lâm Khánh Chi cùng chồng sống xế hộp tiền tỷ. Vừa tung MV cổ trang được đầu tư tiền tỷ, Lâm Khánh Chi lại cùng chồng tậu ngay xế hộp hạng sang. Những hình ảnh được Lâm Khánh Chi chia sẻ là minh chứng cho cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của nữ ca sĩ. Vừa đầu tư tiền tỷ và MV cổ trang đợi một người hết một đời chưa bao lâu, Lâm Khánh Chi lại cùng chồng tậu ngay chiếc xế hộp gần 3 tỷ đồng. Những hình ảnh được Lâm Khánh Chi chia sẻ trên trang cá nhân khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ có được cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên chồng, gia đình chồng lại hết mực yêu thương cô. Với nhiều nỗ lực trong sự nghiệp, Lâm Khánh Chi hiện tại sở hữu khối tài sản khổng lồ. Cô nàng không ngần ngại chi tiền để giúp cho cuộc sống của mình luôn sung túc và đầy đủ. Độ giàu có và chịu chi của Lâm Khánh Chi không phải ngôi sao nào cũng có thể bì kịp. Ở độ tuổi 40, cuộc sống của Lâm Khánh Chi dường như rất đủ đầy. Cô nàng thành công trong sự nghiệp ca hát, viên mãn trong cuộc sống đời thường. Điều duy nhất Lâm Khánh Chi mong mỏi hiện tại chính là đứa con cho riêng mình. Nữ ca sĩ cũng đã lên kế hoạch và đang trong quá trình thực hiện ước mơ của mình. Những người yêu mến Lâm Khánh Chi rất mong cô nàng sẽ hoàn thành được mong muốn bấy lâu của mình.